Lâm Khánh Chi, Hương Giang Idol vô lễ và hỗn hào nên tôi không chơi. Do cách cư xử của Hương Giang quá dở, cô ấy bị vô lễ và hỗn không riêng với tôi mà với ai cũng vậy nên tôi không chơi, Lâm Khánh Chi khẳng định. Vừa qua, Lâm Khánh Chi trở thành tâm điểm khi công khai góc khuất đời tư sau nhiều năm giấu kín. Bên cạnh việc tiết lộ các mối tình trong quá khứ, họ Lâm cũng nói rõ hơn về những khúc mắc với đồng nghiệp làng giải trí. Ngoài Phương Thanh, người đẹp chuyển giới cũng nhắc tới mối quan hệ với Hương Giang Idol. Nói về lý do thời gian vừa qua ngó lơ Hương Giang Idol, Lâm Khánh Chi bảo: "Từ bữa đó tới giờ, tôi thực sự không muốn nhắc tới Hương Giang nữa, tính tôi hay nói thật. Nhắc tới Hương Giang, mất công mọi người lại nghĩ mình ghét cô ấy. Hôm nay, tôi đính chính lại luôn, thực sự tôi không hề ghét Hương Giang." Khẳng định không ghét Hương Giang Idol, Lâm Khánh Chi tiết lộ do cô không chơi với đàn em là vì cách cư xử của ngôi sao họ Nguyễn quá dở, vô lễ và hỗn hào. "Nói cho mọi người hiểu, tôi không bao giờ ganh tị hay ghét Hương Giang, do cách cư xử của Hương Giang khiến cho tôi và cô ấy không thân được. Cách cư xử của Hương Giang quá dở, cô ấy bị vô lễ và hỗn không riêng với tôi mà với ai cũng vậy, nên công chúa mới không chơi", họ Lâm khẳng định. Thể hiện rõ sự ái mộ đối với Mỹ Tâm, nữ ca sĩ họ Lâm cho hay: "Nếu có sự ganh tị với sắc đẹp của những người chung giới thì tôi sẽ không bao giờ đào tạo ra nhóm 15 em rất đẹp. Mấy em đó mới 18, 20, 22 tuổi quá trẻ, tôi thấy còn đẹp hơn Hương Giang Idol. Tôi không bao giờ ganh tị với người nào hết. Nếu người đó đẹp hơn, tôi sẽ đem người ta ra làm điểm nhấn để phấn đấu bằng người ta. Ganh với người ta chẳng được gì mà còn mang tiếng xấu. Ông trời cho ai người đó hưởng. Người đó sinh ra đã làm nữ hoàng thì phải cho người ta làm nữ hoàng. Sinh ra làm công chúa thì phải cho người ta làm công chúa. Tôi có muốn cũng không được. Ví dụ như Mỹ Tâm, nổi tiếng hát hay quá, tôi rất ái mộ mà không bao giờ có sự ganh tị. Lúc nào tôi cũng đem Mỹ Tâm ra làm điểm nhấn để phấn đấu bằng cô ấy. Người ta nổi tiếng là chuyện quá bình thường, mình phải công nhận", họ Lâm cho biết. Không chỉ chia sẻ tính cách cá nhân, Lâm Khánh Chi còn bày tỏ quan điểm về mối quan hệ với đàn em. "Trong giới mình ai cũng thích khen đẹp nhưng tôi không làm được. Tôi không có cái gì để bắt chuyện với người ta. Có dịp gặp nhau làm việc thì rất thoải mái, em út chào là tôi nói chuyện liền. Còn không chào, không nhìn thì mắc mớ gì tôi phải nhìn nó. Như Hương Giang Idol, cô ấy trẻ đẹp thì công nhận là như vậy. Mắc mớ gì tôi phải ganh tị. Hương Giang là Hương Giang và công chúa là công chúa. Tôi là lớp đàn anh đàn chị đi trước Hương Giang rất nhiều. Cô ấy không có gì hơn được công chúa để phải ganh tị hay ghen ghét. Một ngày nào đó, Hương Giang gặp tôi, nói chuyện đàng hoàng lịch sự và lễ phép. Tôi đồng ý với cô ấy liền. Chị em sẽ vẫn nói chuyện vui vẻ kết hợp chung. Con người biết sai biết nhận lỗi, người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người quay lại. Tôi sẽ sẵn sàng nếu em út hiểu chuyện và biết điều." Trước đó vào tháng 6, 2016, giữa Lâm Khánh Chi và Hương Giang Idol từng xảy ra vụ tranh cãi gây xôn xao dư luận. Theo đó, giọng ca họ Lâm tung ra một đoạn clip ghi âm với ngôn từ chợ búa, làm bằng chứng cho việc đàn em xúc phạm mình. Trước bằng chứng tố cáo của đàn chị, phía Hương Giang phủ nhận, đồng thời dọa kiện Lâm Khánh Chi về tội vu khống. Sau nhiều ngày lời qua tiếng lại, không có vụ kiện nào xảy ra. Đồng thời, scandal giữa hai nữ chuyển giới cũng dần lui vào quá khứ. Một năm sau, Lâm Khánh Chi tiếp tục mỉa mai đàn em khi Hương Giang Idol vướng vào scandal xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Cho rằng Hương Giang ngày càng lộ rõ tính cách hỗn láo, họ Lâm bảo, lên tiếng: "Việc Hương Giang xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, tôi muốn cho mọi người biết cô ấy từng chửi bới tôi như vậy. Cũng nhờ anh Trung Dân mà mọi người mới biết Hương Giang hỗn, chứ ngày xưa đâu có ai tin. Giấy không bao giờ gói được lửa, ngày xưa giấu nhưng bây giờ đã lòi mặt chuột." Ca sĩ họ Lâm khẳng định Hương Giang đã lòi mặt chuột sau khi xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Lâm Khánh Chi tiết lộ bất ngờ về chuyện chăn gối: "Tôi sinh hoạt như một phụ nữ đích thực. Con gái bình thường ra sao thì tôi y như vậy, không khác bất kể cái gì. Tôi nói chung không yếu đâu", Lâm Khánh Chi bật mí. Khẳng định cơ thể tôi hoàn hảo 100%. Mới đây, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi tiếp tục gây sốc khi tiết lộ chuyện phòng the. Tự tin mình đẹp hơn nhiều phụ nữ đích thực khác, Lâm công chúa không ngại công khai chuyện giường chiếu với bạn trai. Giọng ca "Em chỉ là một cô gái" cho hay, trong chuyện yêu đương, cô quan hệ bình thường như mọi phụ nữ. Nói về tần suất, Lâm Khánh Chi khẳng định tôi không yếu. "Khi làm con gái, tôi mới thấy thật sự không cần giàu, người ta vẫn yêu nhau bình thường. Bởi lẽ người đàn ông khi yêu, quan trọng nhất là vấn đề tình dục. Chuyển giới rồi, bộ phận sinh dục của tôi y chang phụ nữ. Tôi quan hệ bình thường như bao phụ nữ khác, con gái ra sao thì tôi như vậy, không khác gì. Tuy nhiên việc đó cũng tùy theo sức khỏe của mọi người.
Người khỏe thì nhiều, người yếu ít đi, riêng tôi nói chung không yếu. Nếu tôi yếu thì chồng đã không yêu đâu, Lâm Khánh Chi tiết lộ. Tự tin mình chuẩn lay đi, Lâm Khánh Chi chia sẻ về những hệ lụy trong đời sống vợ chồng khi không hòa hợp chuyện phòng the. Đàn ông khi yêu lúc nào cũng quan trọng tính cách và vấn đề tình dục, hai cái đó quyết định mối quan hệ tình cảm có bền lâu hay không. Nếu con gái yếu sinh lý sẽ ảnh hưởng tới gia đình, dễ khiến chồng ngoại tình, cái đó không trách người ta được. Con người sinh ra đã có nhu cầu yêu đương tình dục là phải đi đôi. Đừng ai nói yêu đương không có tình dục vẫn yêu, cái đó khó lắm. Khẳng định mình thấu hiểu bạn trai từ tinh thần đến thể xác, người đẹp chuyển giới chia sẻ dự định kết hôn vào cuối năm nay. Nữ ca sĩ hy vọng nhận được lời chúc phúc từ khán giả. Chúng tôi sẽ làm đám cưới vào cuối năm. Hy vọng được ngày nào trọn vẹn ngày đó, tôi sẽ cố gắng giữ gìn tình yêu, bền lâu với người đàn ông hiện tại. Hy vọng đám cưới của tôi sẽ có nhiều người đón nhận và chúc phúc, Lâm Khánh Chi bày tỏ. Thông báo tin vui đám cưới, giọng ca Tình Yêu Sỏi Đá cũng chia sẻ quan điểm về hôn nhân. Khẳng định mình chưa từng ngoại tình, Lâm Khánh Chi tâm sự. Tôi đã yêu ai thì sẽ không so đo tính toán, con gái lúc nào cũng phải là người nhường nhịn, không được nóng tính. Và nên tôn trọng người đàn ông trước đám đông, đặc biệt là người đàn ông yêu mình nhất. Là con gái cũng đừng sống vì tiền. Đàn ông bây giờ rất khôn, nhiều người họ biết là lợi dụng đó, nhưng người ta vẫn cho, vì người ta quá giàu. Tôi nhìn ra được điều đó nên không bao giờ sống với ai vì tiền. Cuộc đời chẳng ai ngu hơn ai đâu. Mình thông minh cũng có người khác thông minh hơn mình. Tôi thuộc tiếp phụ nữ của hiện đại, nữ truyền thống. Hiện đại trong phong cách thời trang thì hiếu vậy thôi, nhưng quan điểm thì vẫn truyền thống. Tôi sống an phận, chung thủy, yêu ai chỉ yêu một người. Người này nhất điểm mới đi yêu người khác. Lâm Khánh Chi từng là một nam ca sĩ trẻ năng động. Giữa thời điểm tên tuổi đang được chú ý, chàng trai Huỳnh Phương Khánh quyết định chuyển giới để được sống với con người thật của mình khi đã ở tuổi 33. Trải qua nhiều cuộc đại phẫu thuật ở Thái Lan, giấc mơ trở thành phụ nữ của Lâm Khánh Chi thành hiện thực. Trở về phận nữ nhi với gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn màng. Ca sĩ Lâm Khánh Chi được đồng nghiệp và bạn bè gọi cô là công chúa như một lời khen tặng cho vẻ đẹp và nét duyên dáng. Sau hành trình tìm lại chính mình, Lâm Khánh Chi của thời điểm hiện tại đã hạnh phúc hơn nhiều khi đã tìm thấy nửa yêu thương. Người đánh cắp trái tim họ Lâm là Trần Phi Hùng, một doanh nhân người Nam Định, sinh năm 1985. Người đẹp chuyển giới cho hay, cô và bạn trai kém 8 tuổi sẽ về chung nhà vào tháng 11. Anh ấy hiền lành, thật thà, ga lăng, quan tâm và lo lắng cho tôi, như vậy là quá đủ với tôi. Khi về gặp gia đình anh ấy, mọi người rất yêu thương và đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi là người con gái đầu tiên anh ấy dẫn về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ nói không nghĩ tôi làm con gái đẹp đến vậy. Mẹ chồng còn bảo bà rất thương con trai nên chỉ cần con trai hạnh phúc là bà vui lòng, Khánh Chi chia sẻ. Gà cưng của Khắc Tiệp được ca ngợi hơn cả Ngọc Trinh là ai? Mới đây, ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp đã công khai chia sẻ hình ảnh cùng gà mới do chính anh phát hiện tham dự một sự kiện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông trùm chân dài đã chia sẻ lên trang cá nhân về Quỳnh Hương, một cô bé mỏng như tờ giấy, trắng như tờ giấy, nhẹ như tờ giấy, bay như tờ giấy và tinh khôi hơn tờ giấy, nhưng cũng có thể cháy bừng rực lên tờ giấy. Quỳnh Hương quê ở Bình Thuận và hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới thời điểm hiện tại, những thông tin về gà mới của Khắc Tiệp còn khá mơ hồ và ít ỏi. Quỳnh Hương được xem là niềm kỳ vọng mới nhất của ông trùm mát tay nhất showbiz Khắc Tiệp, hứa hẹn sẽ xoán ngôi nữ hoàng nội y trong tương lai. Qua hình ảnh và lời giới thiệu của ông trùm chân dài, không ít người kỳ vọng Quỳnh Hương sẽ làm nên chuyện, thậm chí vượt mặt đàn chị Ngọc Trinh. Sau khi Khắc Tiệp công khai thành viên mới của gia đình Venus, dư luận đã bắt đầu tìm hiểu danh tính của Quỳnh Hương. Quỳnh Hương thừa sức sở hữu trong tay khá nhiều lợi thế. Được biết, ngoài nhan sắc nổi bật, Quỳnh Hương còn có thế mạnh và kiến thức về ngoại ngữ. Điều này sẽ là một lợi thế cho Quỳnh Hương khi đi tới các sự kiện quốc tế, nơi mà gà nhà Venus còn hạn chế. Quỳnh Hương còn nhận được lời khen sở hữu vẻ đẹp mong manh và sang trọng. Sau Ngọc Trinh thì có lẽ Quỳnh Hương là bông hoa được Khắc Tiệp chăm bẩm một cách đặc biệt nhất. Có thể thấy, ngay từ khi Quỳnh Hương được nhận vào Venus, Khắc Tiệp đã dành một sự đối đãi đặc biệt cho cô gái xinh đẹp này. Quỳnh Hương sở hữu nụ cười tỏa nắng, đã thu hút sự quan tâm của báo chí và khách mời trong sự kiện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân của mình, Khắc Tiệp không ngừng ngại dành những lời khen hoa mỹ nhất cho cô gái đến từ Bình Thuận. Vẫn thường xuyên khen gà nhà lên trang cá nhân, nhưng không phải lúc nào Khắc Tiệp cũng dụng tâm như vậy.
Khi những hình ảnh của Quỳnh Hương được các tiệp chia sẻ và truyền thông khai thác, thì dễ dàng nhận thấy được cô nàng sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, động lòng người. Thậm chí có không ít người cho rằng cô nàng khá giống với hậu Huyền My và mỹ nhân xứ Hàn Lee Da-hee. Có thể nói Quỳnh Hương có một xuất phát điểm khá tốt với khuôn mặt xinh xắn và thân hình chuẩn. Trong tương lai, cùng với sự nâng đỡ của các tiệp, cô nàng hoàn toàn có thể vươn lên những vị trí cao trong showbiz Việt. Quỳnh Hương được trông đợi sẽ trở thành ngôi sao thật sự của Venus, có thể thay thế vị trí của Ngọc Trinh nay mai. Mới đây, tại sự kiện công bố đại sứ thương hiệu Beauty & Go, vụ khắc tiệp đã ưu ái đưa nàng thơ Quỳnh Hương đi cùng. Ông bầu khắc tiệp và gà cưng Quỳnh Hương bên cạnh Nguyễn Thu Trang, chủ tịch hội đồng quản trị TC Group, Á hậu Dương Tú Anh, đại sứ thương hiệu Beauty & Go và ông Nguyễn Đức Tân, giám đốc TS Group. Ông chùm chân dài miền Bắc vụ khắc tiệp, ông Nguyễn Đức Tân, giám đốc TC Group, bà Nguyễn Thu Trang, chủ tịch hội đồng quản trị cùng hai model sáng giá của công ty Venus. Ở ngoài hôn mưa gọi gió nhiều người mê, về nhà loạt sau năm Việt vẫn phải lăn ra phục vụ vợ như thế này đây. Nhìn những hình ảnh hoàn toàn đối lập của sao Việt này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng, giàu có là những yếu tố để giúp nhiều sao năm Việt dễ dàng chinh phục được trái tim của các cô gái. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, các sao năm Việt lại khiến người hâm mộ suýt xoa về vẻ bề ngoài phong độ của mình. Tuy nhiên, từ những người đàn ông mệnh danh là đào hoa ở ngoài hô mưa gọi sấm, thì khi về nhà, nhiều sao năm cũng không ngại ngừng lăn ra để phục vụ vợ con. Là một nghệ sĩ đa năng trong showbiz Việt, Trấn Thành luôn được khán giả yêu mến bởi nhiều vai diễn khác nhau và khả năng biến hóa thành nhiều nhân vật. Ấy vậy mà khi về nhà, nam danh hài vẫn đảm đang xuống bếp nấu ăn cho bà xã Harry Won. Harry Won thừa nhận cô không biết nấu ăn, đặc biệt là các món ăn Việt Nam, nên người vào bếp luôn là Trấn Thành. Anh rất khéo léo để mang đến cho bà xã những món ăn ngon, tự tay anh làm. Harry cũng thừa nhận cô rất hạnh phúc về điều đó. Không chỉ là một MC có gương mặt điển trai, vẻ ngoài phong trần hấp hồn bao nhiêu cô gái. Phan Anh còn là một ông chồng yêu thương vợ con số 1. Cứ có thời gian rảnh rỗi là Phan Anh lại sắn tay vào bếp nấu cơm cho vợ con. Ít ai biết được ngoài việc đá bóng giỏi, thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng đỉnh cao trong chiếc áo cầu thủ đội tuyển Việt Nam, Công Vinh còn rất chăm làm việc nhà. Khi rảnh rỗi, cựu tiền đạo nổi tiếng luôn tranh thủ vào bếp giúp bà xã nấu ăn. Vì muốn gia đình có nguồn thực phẩm tươi sống và sạch, Công Vinh còn cẩn thận trồng nguyên vườn rau xanh xung quanh căn biệt thự triệu đô của mình. Dù là một ca sĩ nổi tiếng được nhiều cô gái yêu mến, nhưng khi về đến nhà, Tuấn Hân chẳng ngần ngại mà giúp vợ chăm sóc con cái. Những hình ảnh hoàn toàn khác lạ của Tuấn Hân so với lúc ở trên sân khấu. Nam ca sĩ thường xuyên khoe ảnh phụ giúp bà xã tắm rửa và chăm con với người hâm mộ. Lý Hải nổi tiếng trong showbiz Việt là người chồng rất chiều chuộng bà xã, không chỉ dành hết công việc nấu ăn về phần mình, mà trong gia đình, Lý Hải cũng rất đảm đang mọi việc. Dù chăm một lúc hai bé nhưng không làm khó được nam ca sĩ. Không chỉ đảm đang nấu ăn cho vợ, Thanh Bình cũng cực kỳ khéo léo trong việc chăm con. Hễ có thời gian rảnh rỗi là nam ca sĩ đăng khôi lại tự tay vào bếp nấu món ngon cho vợ con ăn thay vì cả nhà đi ra ngoài hàng ăn. Từ ngày lên chức bố, Ân Hoàng Phúc hạn chế đi diễn, chủ yếu dành thời gian ở nhà chăm sóc cậu quý tử. Nếu trên sân khấu Lê Hoàng là một trưởng nhóm mạnh mẽ, thì khi về nhà, anh lại là người đàn ông đảm đang, biết quan tâm và chăm lo cho gia đình nhỏ. Bận rộn công việc là thế, nhưng Huỳnh Đông vẫn thường xuyên giúp vợ chăm con. Lên chức bố khi tuổi đời còn khá trẻ, nhưng khả năng chăm con của Phan Hiện khiến Khánh Thi an tâm.